Chào thầy, em tên là Đường Quang Trường. Sau đây em xin trình bày bài tập 6. Hiển thị họ tên và đếm giây trên màn hình LCD. Đầu tiên là phần cứng. Em sử dụng LCD LM044L. 8 đường dữ liệu từ D0 đến D7. Hiển thị sử dụng bọc D hiển thị các chân RS như RS0, RVK, Read/Write, RM nối với chân RM1, chân Enable nối với RE2. Sau đây là đoạn chương trình chính. Đầu tiên khai báo thư viện 16F887, sử dụng cấu hình thạch Anh. Khai báo cấu hình thạch Anh sử dụng 4M. Khai báo thư viện tv-lcd.c. Khai báo mảng họ tên. Khai báo mã led 0-9. Khai báo hai biên K và dây. Đoạn chương trình chính. Khởi tạo bọc D, khởi tạo bọc E, khởi tạo màn hình, khởi tạo LCD. LCD command 0x80 nghĩa là dữ liệu đầu tiên ở dữ liệu ở hàng đầu tiên là em hiển thị LCD data tên của em Đường Quang Trường. LCD command 0x C4 nghĩa là ở hàng thứ hai bắt đầu từ cột thứ tư. LCD data đếm giây thì em sẽ hiển thị cái dòng chữ đếm giây lập, sau đó em chạy vòng lập for cho giây bằng 0, giây nhỏ 60, giây cộng cộng. LCD command C 0 nhân CD nghĩa là hàng thứ hai và cột D thì em đếm giây. LCD data mã LCD chia hết cho 10, đếm giây hàng chục. LCD data mã LCD giây chia phần trăm 10, đếm giây hàng đơn vị delay 500 ms giây. Sau đó go to lập, em kết thúc đoạn chương trình. Sau đó qua phần Lotus cho chạy Đường Quang Trường và cái tên em hiển thị đây. Đếm giây bắt đầu từ 00 đến 59 sẽ quay lại. Cái dòng tên của em luôn luôn được hiển thị. Dòng tên của em và chữ đếm giây luôn được hiển thị trên màn hình. Thay đổi đếm giây này sẽ thay đổi. Sau đó quay lại đến 00. Tiếp theo là cũng phần cứng như vậy, em sử dụng 4 đường dữ liệu. Đầu tiên em cũng khai báo cấu hình, khai báo thư viện 16F887, khai báo cấu hình thạch Anh sử dụng lốc 20 mê. Define LCD RS pin gắn chân RS cho chân E0, RVK chân E1, Enable chân E2 và 4 đường dữ liệu là từ D4 đến D7. Thư viện của 4 đường dữ liệu là LCD.c. khai báo Unsigned in 8 hàng 1, khai báo hàng 1 tên của em Đường Quang Trường, hàng 2 là mã led từ 0, mã LCD từ 0 đến 9,
khai báo biên giây, đoạn chương trình con hiển thị, đặt tên là hiển thị LCD Go to XE 10 2, nghĩa là ở cột thứ 10 của hàng thứ hai, LCD Boot C sẽ đếm giây ở hàng chục, hàng 2 đếm giây ở hàng thứ hai, S chia cho 10, giây chia cho 10 là đếm giây hàng chục. Tiếp theo là LCD Go to XE 11 2, cột thứ 11 hàng thứ hai, em đếm giây hàng đơn vị. Đoạn chương trình con Time, có tên là Time, chạy vòng lập for, dây bằng 0, dây nhỏ hơn 60, dây cộng cộng. Sau đó em gọi lại hàm hiển thị ở trên, sau đó delay 500 ms và go to đếm. Đây là chương trình chính. Em khởi tạo bọc B 0 x 00, khởi tạo bọc E 0 x 00, LCD in it ở 4 đường dữ liệu thì lệnh LCD in it sẽ bằng với lệnh LCD setup, nghĩa là khởi tạo LCD, LCD go to XE 21 hàng 2, cột thứ 2 của hàng thứ nhất, thì em hiển thị LCD boot C là hiển thị tên của em, đường quang trường, nó bằng với lại LCD data trên 8 đường dữ liệu, lập hiển thị, gọi là hàm hiển thị và hàm thời gian time, sau đó go to lập. Sau đó em phải chọn mê. Tên em là hiển thị và đếm giây 00. Đếm giây từ 00 đến 60. Sau đó lặp lại 59, sau đó lặp lại. Bài thuyết trình của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy đã lắng nghe.